Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra mục tiêu cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Vì vậy, ông sẽ quyết định về thời điểm kết thúc chiến dịch dựa trên hiệu quả và những kết quả thu được. Trong bài phát biểu sáng ngày 24 tháng 2 trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định kế hoạch của quân đội Nga không phải là chiếm đóng Ukraine mà chỉ nhằm phi quân sự hóa. Tổng thống tuyên bố an ninh quốc gia của Nga đã bị tổn hại do sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Ukraine. Ông nói thêm rằng Nga có nghĩa vụ phải bảo vệ các nước Cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk khỏi các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Ukraine, dù Kiev liên tục phủ nhận cáo buộc đang nỗ lực giành lại vùng ly khai bằng vũ lực. Moscow đã công nhận Donetsk và Lugansk là quốc gia có chủ quyền ngày 21 tháng 2 vừa qua. Theo đó, phát ngôn viên Dmitry Peskov cho rằng Nga quyết tâm vô hiệu hóa tiềm lực quân sự của Ukraine. Tiềm lực này đã được tăng cường đáng kể trong thời gian gần đây, một phần nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các quốc gia khác. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24 tháng 2 đã lên tiếng lần đầu tiên khi ông thông báo quyết định thực hiện chiến dịch đặc biệt vào Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp với đại diện doanh nghiệp được phát sóng trên truyền hình nhà nước rằng không còn lựa chọn khác nào để bảo vệ Nga ngoài cách triển khai quân đội tới Ukraine mọi thứ đang diễn ra là một giải pháp trong tuyệt vọng họ không chừa chúng tôi sự lựa chọn nào khác họ tạo ra những đe dọa về an ninh buộc chúng tôi phải hành động nhà lãnh đạo nga cũng khẳng định moscow không muốn gây ảnh hưởng tới hệ thống kinh tế toàn cầu Nga vẫn là một phần của nền kinh tế toàn cầu và vì thế chúng tôi không hề muốn gây ảnh hưởng tới hệ thống kinh tế mà mình là một thành viên. Tôi nghĩ các đối tác nên hiểu điều đó và ngừng việc loại bỏ Nga khỏi hệ thống kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên họ chắc chắn vẫn sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt vì lý do chính trị. Đây là những phát biểu đầu tiên của người đứng đầu Điện Kremlin kể từ khi ông thông báo quyết định thực hiện chiến dịch đặc biệt vào khu vực miền đông Ukraine. Phát ngôn trên được đưa ra giữa lúc lãnh đạo các nước G7 lên án hành động của Tổng thống Nga, nói rằng ông Putin đã tự đặt mình chống lại lịch sử. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng cuộc tấn công của quân đội Nga vào Ukraine là một hoạt động đặc biệt, Reuters hôm 24 tháng 2 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rằng Nga cũng cần Ukraine trở thành đất nước trung lập, không triển khai vũ khí tấn công. Lý tưởng nhất là cuộc tấn công sẽ vô hiệu hóa tiềm lực quân sự của Kiev và thanh trừng tất cả thành phần phát xít tại Ukraine. Điện Kremlin thường cáo buộc Kiev phân biệt đối xử và thậm chí có hành vi diệt chủng đối với người gốc Nga ở miền đông Ukraine. Kiev luôn mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này. Trong buổi họp báo, người phát ngôn Peskov còn khẳng định không ai nhắc đến việc chiếm đóng Ukraine và cụm từ này là không thể chấp nhận được khi nói về chiến dịch của Nga. Ông cũng cho biết Nga đã tạo ra vùng đệm an toàn đủ lớn để sống sót qua biến động thị trường. Khi được yêu cầu đánh giá rủi ro Nga sẽ bị cô lập vì hành động ở Ukraine, ông Peskov khẳng định đơn giản là không thể tẩy chay một nước như Nga bằng một tấm rèm sắt.